Kinh doanh vốn là một chuyến hành trình dài. May mắn được biết đến Seneca và quyết định hợp tác từ 20 năm trước đến nay, cùng với những nỗ lực đã mang tới thành công cho đại lý Tuyết Mai ngày hôm nay. Hợp tác cùng Seneca, thương hiệu với hơn 20 năm khẳng định chất lượng trên thị trường sơn, đội ngũ nhân viên năng động, tận tình. Hơn hết, sự hỗ trợ từ các chính sách đồng hành cùng khách hàng suốt hành trình phát triển, xuyên suốt thời gian qua đã mang đến thành công đó. Đại lý Tuyết Mai luôn mong muốn những dòng sản phẩm của Seneca với chất lượng tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng. Chị Tuyết Mai, chủ đại lý Tuyết Mai tin rằng mọi việc đều có thể có thành quả như mong đợi nếu như chúng ta dành trọn tâm huyết. Sự đam mê đã mang lại thành quả khi chị chọn đúng thương hiệu Seneca để gắn bó. Đối với chị, việc khó khăn nhất là lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, thương trường như chiến trường. Nếu kinh doanh mặt hàng không có thế mạnh thì sự thất bại là tất yếu. Chị hiểu rằng muốn bán được hàng cần phải có uy tín và chất lượng. Sản phẩm đại lý Tuyết Mai lựa chọn để kinh doanh rất phù hợp với nhu cầu của người dùng nên dễ dàng có được lòng tin và sự tin tưởng của khách hàng. Sản phẩm Seneca với công nghệ tiên tiến vượt bậc, chất lượng cao là một trong những mặt hàng nổi bật được khách hàng tin dùng. Sự thành công của Tuyết Mai ngày hôm nay là có nhiều yếu tố. Yếu tố năng lực, yếu tố đam mê về kinh doanh và chính sách bán hàng có nhiều giá trị về chất lượng, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng. Ngoài ra là sự đồng hành của tất cả cán bộ, nhân viên, nhà phân phối Tuyết Mai đã mang đến sự thành công ngày hôm nay của Tuyết Mai. Việc lựa chọn Seneca của Tuyết Mai chính là thương hiệu có tên tuổi trên 20 năm, khẳng định uy tín trên thị trường. Sản phẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Seneca với những chính sách khách hàng rất tốt, giúp tôi cảm thấy an tâm khi trở thành đại lý của công ty. Cuộc sống luôn đầy những thách thức, nhưng nếu bạn có bản lĩnh biến thách thức thành cơ hội, thì tất cả mọi thứ xung quanh bạn đều là cơ hội quý giá, bởi thành công luôn tỷ lệ thuận với công sức mình bỏ ra. Seneca, nơi bạn dễ dàng tìm được một cơ hội kinh doanh tốt, một lối đi đã có nhưng không ai chỉ cho bạn.